Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA tổ chức hội thảo thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Trong khuôn khổ dự án, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý thực hiện các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mục tiêu tổng quát của dự án là đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ dự án năm 2023, dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trong các lĩnh vực khác nhau để thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. Kết quả, hàng chục giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất cho mỗi doanh nghiệp. Theo tính toán, nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo đề xuất, doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm đóng góp vào các mục tiêu của chương trình VNEEP3 đối với lĩnh vực công nghiệp và cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050.